Bạn ơi hãy lắng nghe để biết yêu thương con người, hạnh phúc sẽ là tất cả để ta thấy thêm yêu cuộc đời. Tình yêu trong tim mỗi người là mầm xanh tỏa bóng mát tâm hồn. Chú ớt bị điếc. Một đàn ớt đi ngang qua một khu rừng và hai con ớt bị rơi xuống một cái hố. Cứu chúng tôi với, cái hố này sâu quá. Cứu chúng tôi với, cứu chúng tôi với. Chẳng còn cách nào khác, phải nhảy lên thôi. Hố sâu thế kia, làm sao mà lên được kia chứ? Đằng nào cũng chết, các cậu đừng nhảy nữa làm gì, vô ích thôi. Ừ, phải đó, đừng nhảy nữa. Ráng mãi rồi có lên được đâu, nhảy nữa chỉ phí sức thôi. Đừng nhảy nữa, chỉ vô ích thôi. Hãy chấp nhận số phận đi. Nằm chờ chết thôi, không lên được đâu. Nhảy thế chứ nhảy nữa cũng không để làm gì cả. Cái hố này sâu lắm. Cuối cùng, một chú ớt đã bỏ cuộc. Nó gục xuống chết vì kiệt sức và tuyệt vọng. Riêng chú ớt còn lại vẫn dồn hết sức lực cuối cùng, tiếp tục nhảy lên. Ôi, cuối cùng cũng thoát được rồi kìa. Chúng tôi nói thế mà cậu cũng vẫn nhảy lên được à? Gì cơ? Các cậu nói lớn lên. Ơ... cậu không nghe thấy gì à? Nhờ có các cậu động viên, mình mới nhảy lên được khỏi cái hố. Cảm ơn nhiều nha. Trời, quá ra cậu ta bị điếc. Bị điếc thế thì hèn gì không nghe thấy chúng ta nói gì. Cậu ấy lại cứ nghĩ là chúng ta hò reo cổ vũ cho cậu ta. Cái cậu kia, nếu cũng bị điếc, có phải hay không? Một lời động viên chân thành dành cho người đang trong cơn hoạn nạn có thể mang đến sức mạnh bất ngờ để họ vượt qua hết những khó khăn nghịch cảnh mà họ tưởng chừng như không bao giờ có thể làm được. Ngược lại, một lời tiêu cực vào lúc ấy hoàn toàn có thể giết chết họ. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy cẩn trọng với lời nói của chính mình. Hãy nói những lời mang đến niềm tin và sức sống cho những người xung quanh.